Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì chúng ta đang trong phòng giảm béo của Thẩm mỹ quốc tế Bali, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một ca giảm béo vùng bụng của một vị khách hàng nhé. Và trước khi mà đến với cả cái phần cảm nhận của khách hàng, chúng ta sẽ cùng nhìn cái hình ảnh trước của vị khách hàng của chúng ta đây ạ. Thì đây là vị khách hàng của chúng ta này mọi người nhé. Chị thì nặng khoảng 65-66 cân. Tuy nhiên là cái phần mỡ mà nó tập trung chủ yếu thì nó sẽ ở cái vùng bụng thôi. Mỡ tương đối, tích tương đối rất là dày. Chị ơi, không biết là hiện tại thì mình đã có mấy cháu rồi chị? Mình có 2 cháu rồi. À, mình có 2 cháu đúng không? Không biết là cái tình trạng mỡ bụng của chị khi mà nó tích ở cái vùng bụng như thế này thì đã diễn ra lâu chưa chị? Từ khi mình sinh cháu thứ hai. À, từ khi sinh bé thứ hai đúng không ạ? Vậy thì khi mà cái lượng mỡ này mà trước đây nó tích tụ như vậy thì mình đã có sử dụng cái phương pháp nào mà để giảm cái phần mỡ bụng của mình không ạ? Mình cũng có nghe bạn bè giới thiệu, với cả là tham gia rất nhiều các cái kiểu như là đi giảm và uống thuốc, nhưng mình thấy không hiệu quả. Cho nên là mình nghe bạn bè với cả là lướt Facebook, mình có thấy cái chương trình quảng cáo lên nhà mình đây. Thì cũng có hiệu quả, nhiều bạn đã từng làm. Vâng ạ. Nên là mình đến ngay đến thử để mà xem hiệu quả của mình sau cái lần trị liệu như nó như thế nào. Không biết thì hiện tại là bác sĩ đang đi tinh chất trên cái vùng da bụng của chị thì chị có cảm thấy khó chịu gì không ạ? Cảm giác nó như là có một cái kiểu như là đang làm tan mỡ của mình ấy, nóng nóng tê tê. Hơi châm chích một nhẹ một chút xíu đúng không ạ? Tuy nhiên là cái này là cái quá trình khi mà bác sĩ sử dụng tinh chất để kết hợp với cái việc là giúp hóa lỏng và làm mềm các cái vô mỡ của chị, để giúp cho cái mỡ nó được đào thải ra bên ngoài, và nó sẽ giúp cho mình là cái thu gọn cái vòng eo của mình lại ấy chị. Đó. Thế thì chị ơi, không biết là nếu như mà cái mong muốn của chị cho cái buổi trị liệu của mình ấy thì là cái kết quả chị mong muốn như thế nào, chị có thể chia sẻ với mọi người không ạ? Mong muốn thì ai cũng làm phụ nữ mà ai cũng muốn đẹp đúng không ạ? Dạ. Thì nhất người ta nói là nhất dáng nhì da, thì bây giờ mình không được cái này rồi thì mình không được cái kia. Vâng ạ. Thì mong muốn của mình là những vòng eo của mình nó giảm đi, ví dụ như trong cái cân nặng của mình đang là 65-66 thì mình muốn giảm đi khoảng 10 cân thôi, không cần nhiều. Muốn giảm khoảng 10 cân thôi, đấy là cái số cân cũng rất là lớn thôi chị ạ. Nhưng không biết là cái mong muốn về cái vòng eo của mình thì mình muốn là cái vòng eo của mình thì nó sẽ là lấy lại cái vòng eo bao nhiêu cho chị ạ? Vòng eo của mình thì giờ chắc là cũng là không dám đo đấy. Không dám đo đúng không? Mình cũng mong muốn thì nếu mong muốn thì cũng mong muốn khoảng 65-66 gì đấy thôi. 65-66 đúng không? Biết đâu lại về được vòng eo 62 như Ngọc Trinh đúng không? Vậy thì mọi người sẽ cùng cập nhật kết quả về giảm béo vùng bụng của vị khách hàng của chúng ta trong những cái livestream tiếp theo nhé. Và hy vọng rằng là chị sẽ cho bọn em có những cái feedback khi mà mình đã có được một cái vòng eo như ý rồi nhé chị nhé. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Mọi thông tin về dịch vụ mọi người có thể để lại số điện thoại ở dưới livestream hoặc gọi đến số hotline là 0386 463 463. Và một lần nữa nhé, nhắc lại với mọi người, đây là công nghệ giảm mỡ một lần InVilipo One Day, là cái công nghệ giảm mỡ mà sử dụng kết hợp giữa tinh chất và công nghệ cao. Nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian cũng như là tăng cái tốc độ đào thải mỡ lên nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ạ.